Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Lida Gaming. Và video tiếp theo này chúng tôi sẽ có một trận đấu giữa Bet 2019 giữa đội Lida FC và Porto. Điểm số hiện tại là Lida FC 1700 và đội Porto 1600, chênh lệch nhau 60 điểm. Chúng ta hãy xem trận đấu như thế nào. Trước khi vào trận đấu thì các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và share, ủng hộ kênh Lê Đạt Gaming để kênh ngày càng phát triển và có nhiều video hay, hấp dẫn và thú vị các bạn nhé. Và sau đây chúng ta vào đội hình của Lê Đạt FC như sau. Chỉ có một mình hậu vệ cánh trái. Chúng ta sẽ thay đổi anh hậu vệ này. Và thủ môn nơi dáng có phong độ bình thường. Và chúng ta sẽ vào trận đấu. Và cho tôi nhắc lại một lần nữa, các bạn nhớ xem video tiếp theo của tôi thì đừng quên nhấn like, subscribe and share để kênh ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. Trận đấu giữa Lidak và Porto sẽ được bắt đầu. Higuin là người giao bóng, Pizzi, David Luiz. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Porto đang chơi bên màng ảnh tay phải của quý vị và các bạn, và Lida ở trên bên trên màng ảnh phải. Cú hiểm đầu tiên không vào, ý dáng rất xuất sắc. Tiền đạo đội Porto ra chân rất nhanh nhưng bóng vẫn đập vào người của thủ môn đi giá. Wow, rất tự tin. Đội bóng Porto đã phạt góc. Người phá bóng lên, Rony Lopez đang theo bóng, kéo bóng. Anh ta truyền cho Higuin và trả lại cho Lopez. Higuin rất hay. Liệu cặp tiền đạo bộ đôi cầu thủ này phối hợp như thế nào? Higuin chơi rất đồng đội, rất đồng đội. Và tỷ số đã được mở cho Lida FC và người ghi bàn đó là tiền vệ trung tâm David Silva. Pha đập nhã rất thuần thục, rất hiệu quả. Người góp công lớn trong bàn thắng này không ngoài ai khác là goo.gl Higuin. Một pha nhả bóng tinh túy và một pha dứt biên thân bàn cũng rất đẹp cho đội bóng Lida FC. Vieira, Vieira. Nói gì thì nói, mở tỷ số là cho đội bóng Lida FC. Không được. Một pha đáp trả của Porto nhưng bàn thắng không thành bàn. Bóng đã đi vọt xả. Sự tiếc nuối của tiền đạo đội bạn. Di Giang đã phát bóng lên. Phút thứ 16 của trận đấu. Diego đi. Vừa đi. Vừa đi đang nhận bóng. David Silva đang có bóng. Rony Lopez. Higuin. Không được. Đội bạn đang có bóng. Rất lạc léo. Chuyền bóng, còn ra Maraga. Xích đã lại bóng. Vì gì? Quá người rất tốt. David Silva. Điều của Cota. Hai trận vừa rồi đi Cota chưa lên tiếng. 90 phút tịt ngoài của Diego Cota đã làm cho Balotelli nổi lên. Không được.
một quả phạt góc cho đội bạn. Những pha phạt góc như thế này chúng ta thường cảnh giác với tiền đạo của bạn có cái đầu rất sắc bén. Quỳnh Lô Hiếu Yến, Rony Lopez liệu có chọc khang được không? Rất vậy mà hoài rất chuẩn. Porto đã đoạt được bóng. Liệu tiền đạo của họ như thế nào? Varga đã có bóng. Và tỷ số đã được cân bằng một điều. Một pha chọc khe rất tốt. Và tiền đạo đội bàn không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngon ăn vừa rồi. Họ về đội lê đạo FC không được tốt. Cần chứng chỉnh lại đội hình. Một mình thủ môn Y Giáng sẽ không nói lên được điều gì. Thì gì? Và phút thứ 41, hai đội làm lại từ đầu. Tỷ số bây giờ là một điều cho đội Lê Đạt FC và Porto. Điều của ta. Corona. Một phút bù giờ của hiệp 1. Và chúng ta đã thổi còi kết thúc trận đấu hiệp 1 giữa đội Lê Đạt FC và Porto. Tỷ số đã được một điều. Cặp tiền đạo Diego Maradona, Diego Costa và Gonzalo Higuain có phong độ khá tốt. Mình sẽ thay Rony và Pizzi cho ra ngoài. Mario Balotelli sẽ thay cho Diego Costa. Và hiệp 2 sẽ được tiếp tục. Xin mời các bạn và quý vị đón xem hiệp 2 trận đấu giữa Lê Đạt FC và Porto. Tiến ra. Tiến ra. Malaga rất nhanh. Cầu thủ người da đen đã có bàn thắng mở gỡ hòa cho đội Porto ở phút thứ 41 của trận đấu. Đội Lê Đạt FC cần chơi tập trung hơn và Y Giáng là người phát bóng lên. Higuain đỡ bóng rất tốt. Richardson. Mario Balotelli sờ việc vị, anh rơi vào việc vị. Mariga. Và như vậy là bóng đã trong cục dọc. Hậu vệ đội Lê Đạt FC chơi không tương trọng trong tình huống vừa rồi. Người theo bóng là David Luiz. Y Giáng là người phát bóng lên. Tỷ số hiện tại của hai đội là một điều. Richardson không vào. Một pha tung chân rất mẫu mực của Richardson nhưng thủ môn đội bàn đã đấm bóng ra ngoài. Thủ môn rất hay. Balotelli không được. Mở đi. Hector. Bellerin. Higuain. Chuyển bóng vào. Không vào. Chứ pha ra chân đập vào người của Balotelli không đến được công thành. Corona.
Maraga đập ngã rất tốt. Và David Luiz thận trọng trong pha bóng vừa rồi. Maraga Porto tấn công rất tốt. David Luiz đã chặn bóng ra ngoài. Rất nguy hiểm. Không vào, bóng hai lần đập vào cột dọc đội Lê Lạc FC. Sự nguy hiểm của tiền đạo đội bạn rất cao. Richardson vừa rồi phối hợp với Valotri đường truyền hơi non. Maraga trong hiệp 2 này đã lùi về rất sâu. Trong hiệp 1 anh là trút chặn tên hàng công của đội Porto. Rất tốt. Như thế nào đây, Balotelli? Higuain rất chậm. Richardson, Mario Balotelli, có người được không? Không được. Balotelli quyết định dứt điểm. Và tỷ số một điều là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Lidak FC và đội Porto. Một trận cầu mãn nhãn với tỷ số 1-1. Và trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc với tỷ số 1-1 giữa Lidak FC và đội Porto. Và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ cho kênh của Lidak FC ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chào tạm biệt.